bắt đầu đã có 5 tàu hỏi fan đã có người nào yêu chưa? Chưa thì để lại comment xuống dưới để tôi ghép đôi là 3 mối cho nè. Bạn có biết những mối tình cũ của các idol không? Like video cho chị Kính rồi cùng tìm hiểu nhé. Câu 1, fan gãy TV ơi, người yêu cũ của chị Thảo Ly là ai nhỉ? Chị Thảo đúng là có người yêu cũ nhưng không phải là hai anh này đâu. Mối tình cũ chị Thảo không công khai tên nhưng có nói là anh ấy ở bên nước ngoài đấy. Câu 2, Quốc Tuấn và Thị Nhung đã từng chia tay hay chưa? Là có rồi nè, anh chị đã từng chia tay và sau đó quay lại. Còn bây giờ thì có cả gia đình khoai tây tuyệt vời ông bà trời luôn. Câu 3, Ngân Hà chúng đất Bắc có mấy người yêu cũ nhỉ? Chà, là hai nha. Theo dõi chị Ngân Hà là biết liền. Nếu muốn biết là những ai thì xin mời sang câu sau chúng mình bật mí nhé. Câu 4, người yêu cũ của Ngân Hà chúng đất Bắc là ai nhỉ? Anh Hoàng Phú nè, cơ mà đây là mối tình đầu. Tình đầu là tình giang tử đúng không cả nhà? Đi nào nhỉ, nhéo cả xe luôn nè. À, cảm ơn anh. Rồi, bóp. Câu 5, bạn có biết người yêu tiếp theo của Ngân Hà là ai không? Đó chính là anh Kiều Duy Long đấy. Bạn có thấy tiếc cho cặp đôi Long Hà không? Xếp lại để thuyền cập bến đi nào anh em. Yêu cũ của Ngân Hà đúng hay không nhỉ? Chuẩn luôn nè, vừa chia tay Ngân Hà, Hoàng Phú với Min Min đã yêu nhau rồi, hai chị cũng là bạn chơi với nhau nữa đấy. Yêu ai thì chị Min không để lộ thông tin nhưng mà chị Kính biết Min Min từng bị bệnh rất nặng, còn phải cấp cứu trong bệnh viện nữa cơ đấy. Mình mới bị bệnh, anh nhầm, ừ đúng. Hôm qua mới phẫu thuật, không? Phẫu thuật. Câu 8, fan 10 năm có lẽ của Win Team sẽ biết người yêu cũ của chị Cindy là ai? Oh,
là anh Bùi Thanh Văn đấy mọi người ạ. Cũng hơi tiếc cho cặp đôi này cơ mà không sao, hai người chia tay, bốn người hạnh phúc mà. Tony phi tàu lan lan. Hả? Không có che người ta hả? Sao nắng kìa. What? Hết nắng hen, vậy hết nắng rồi hen. Đây đây này. Em ngủ quá không biết. Câu 9, sau khi chia tay CD, Bùi Thanh Văn còn hoạt động trong Green Team không nhỉ? U là trời, anh ấy vẫn hoạt động sôi nổi cùng Green Team nha. Tài khoản TikTok của anh cũng đạt hơn 11 triệu lượt theo dõi rồi cả đấy. Ủa? Chữ đầu tiên trong 24 chữ cái tiếng Anh là chữ gì vậy? Thì chữ A đó bà già. One, two, three. Anh thích mới bóng bẫy nhưng mà anh lại low key. Anh thích đi chơi đêm cũng phải em trời tới tối. Anh không cho em hơi lâu nhưng mà còn non mới nói. Câu 10, chị CD đã có người yêu mới chưa? Cindy đã công khai người yêu vào giữa tháng 7 đấy. Đố bạn biết đó là ai nè? Câu 11, người yêu cũ của anh Khải Cạc Hiện là ai nhỉ? Biến tồi nhưng mà bến bờ chia đôi anh em ạ. Thật buồn cho đôi trai tài gái sắc này, nhưng mà không sao, mong rằng anh chị sẽ tìm được người phù hợp hơn nha. Câu 12, hai anh chị đã chia tay vào lúc nào nhỉ? Chị chia tay trong êm đẹp, bạn có thấy tiếc cho cặp đôi này không? Yêu thương sâu cuối xin được là bầu trời mai, yêu em không nhìn ai cả gì tình chỉ cần thế thôi. Nhìn ngọn đèn mưa vội tắt, mưa đang rơi trong mắt anh thì hình bóng của anh và dòng đời nhiều mong ước, mong bên em sẽ mãi yên bình, tuổi xuân đẹp như anh. Hiện đã có mặt ở đâu đây? Là đám cưới của chị Mèo Ú với anh Lê Trung Hoàng đấy. Nhiều Doraemon thế cơ mà. Chiếc đám cưới này đẹp nức cái lòng người hâm mộ luôn. Biết đây là cặp đôi nào? Tên tên là Cường và Han nè, cơ mà chia tay rồi nhé. Cặp đôi chú cháu này là mọi người tiếc hùi hụi luôn nha. Chú Cường, người yêu cũ của chú Tiểu Han đã có người yêu mới chưa nhở? Đáp án là có rồi nha. Cả chị Han cũng bị Giang Cư Mận khui ra là có người yêu rồi nhé. Vẫn là xinh lung sling thôi cả nhà. Em thương anh sao em không thích anh? Trăm đau ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam mơ về một ngày bên nhau. Trăm ngàn mưa lang thang chuyện tròn dây dưa chậm mãi ta vơ. Câu
Hòa Minzy là ai nhỉ? Cả hai đều là người yêu cũ của chị Hòa Minzy nha. Công Phượng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, còn thiếu gia Minh Hải là doanh nhân thành đạt đấy. Khi em yêu có đâu ngờ, chẳng soi thân em cứ xác sờ. Ở đâu người em nhớ? Em ơi dừng lại khi nắng đã phai, dừng lại khi em bước sai, dừng lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tại. Em ơi đừng làm để vương khuê mi, đừng làm thân xác vô si. Tình tan xin bước bước đi, cho lưu đến em làm gì. Câu 17, bạn có biết ai là bố của bé Bao không? Hòa và bố Hải đã chia tay nhưng mà em bé vẫn rất là yêu thương bố mẹ nhé. Hãy ủng hộ chị Hoa Mizi để chị ấy có thêm động lực nuôi bé Bo trưởng thành nào. Nhà họ được không? Được ạ. Thế Mo có biết là bố với mẹ bây giờ như thế nào không? Không yêu nhau nữa. Hả? Bố mẹ không yêu nữa? Thế thì sao? Không sao hết. Bố mẹ rất là yêu Bo mà. Đúng rồi, Mo cảm nhận như thế là tuyệt vời luôn. Video đến đây là hết rồi. Đừng quên ủng hộ chị Kính bằng cách like và đăng ký kênh nhé. Bye you ạ.